Và trong cái video hôm nay thì sẽ trả lời những cái thắc mắc mà lâu nay xoay quanh về cái vấn đề về cái bộ cần mềm này và những cái máy nào lắp được bộ cần mềm của bên Thiện. Còn một cái vấn đề về con TZM3 này á, đó là anh nhiều anh em kêu là trời mưa cắt không được thì cũng đúng anh em ha. Lý do thì có hai nguyên nhân chính sau đây. Nhà sản xuất á, họ cũng tinh ý anh em, họ thiết kế như thế này. Đây anh em thấy không, họ thiết kế như thế này để chiêu anh em biết không. Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nhé. Thì trước mặt anh em đây là cái con máy cắt cỏ Kawasaki lên bộ ba lô bằng mềm chất lượng cao của bên Thiện. Thì con này Thiện tết nổ và chốt cho anh khách ở Kon Tum nha anh em. Và trong cái video hôm nay Thiện sẽ trả lời những cái thắc mắc mà lâu nay xoay quanh về cái vấn đề về cái bộ cần mềm này để anh em mình hiểu rõ hơn về bộ cần mềm này, để chúng ta có cái nhiều cái khá nhìn tổng quát hơn nha anh em. Đầu tiên á, là về cái mẫu Kawasaki này thì anh em biết rồi đó, nó cần cứng cũng vậy, cần mềm cũng vậy nha. Hiện tại Kawasaki thì nó chỉ sản xuất đầu máy thôi và không sản xuất cần nha anh em. Từ cần cứng đến cần mềm là tùy chất lượng mà mỗi bên đặt hàng, mỗi bên nhà nhập khẩu á, họ đặt về như thế nào thì nó có chất lượng khác nhau và giá thành cũng khác nhau luôn. Và cần mềm nó cũng vậy anh em ha, tùy bên nhập khẩu họ đặt như thế nào thì chất lượng nó khác nhau. Còn về cái cần mềm này á, nhiều anh em hỏi là cái cần mềm hiệu gì mà cái khung của nó trống trơn, nó không có cái kiểu như là cái tên gì hết ha. Thực tế là bộ cần mềm này là bộ thân mềm đặt gia công nha anh em, chứ không phải là bộ cần mềm của hãng nó đặt hết. Chẳng hạn như thương hiệu Newest đặt máy về thì nó có tên là thương hiệu Newest, thương hiệu KV hoặc thương hiệu Denko chẳng hạn, đi họ đặt máy về thì sẽ có thương hiệu. Còn bộ cần mềm này bộ cần mềm đặt gia công riêng anh em, có nghĩa là bên sửa Trung Quốc họ sẽ làm theo nhu cầu của ha, của người đặt bên Việt Nam mình, thì nó sẽ có nó không phải là của một hãng nào hết anh em. Nó chẳng qua là mình thích cái đầu bò như thế nào, mình thích tay cầm như thế nào, mình thích bắp chuối như thế nào thì bên sửa Trung Quốc á, họ đi mua về họ gom lại và thành một bộ cần mềm như thế này. Và đảm bảo anh em luôn là bộ cần mềm này thì bộ cần mềm khả nói hiện tại nếu xét về chất lượng thì đảm bảo anh em là chất lượng gọi là rất là tốt ở Việt Nam mình luôn ha. Nói nhất á, thì nói bộ cần mềm này mà nó tốt nhất á, thì cũng không dám nói đâu anh em, bởi vì nó còn có khi có thể phù hợp với người này, có thể không phù hợp với người kia, nhưng mà hiện đã nghĩ là bộ này nó tối ưu nhất rồi. Có nghĩa là bò chống uốn cỏ này ha, đầu bò chống uốn cỏ cho anh em này. Thì thường anh em thấy là cái đầu bò là những cái bộ cần mềm kia là đầu bò chỉ là bò bình thường thôi và rất là gọi là đầu bò uốn cỏ ha. Còn đầu bò này là bò chống uốn cỏ này, tay gai sống này, rồi bắp chuối là bắp chuối hai bạc đạn anh em, bắp chuối là bắp chuối hai bạc đạn, và chân đế nhựa và lò xo nha anh em, chứ không phải là chân đế cao su, không phải là chân đế cao su, cũng không phải là chân đế lò xo luôn, mà là chân đế nhựa lò xo. Bảo đảm với anh em luôn, cái chân đế này anh em chưa thấy được ở bất cứ một bộ cần mềm nào tại thì trừ Việt Nam chúng ta luôn, đảm bảo với anh em cái đó luôn. Và nó cho cái độ vững rất là vững của cái máy nha, rất là vững. Nó vừa có độ đàn hồi tốt như là lò xo nhưng mà nó vẫn có cái độ cứng cáp của cao su anh em, nó kết hợp giữa hai cái đó lại rất là tốt ha. Cái máy của anh em rất là vững. Và trên cái bộ cần mềm á, thì nó có rất là nhiều loại đế để kết nối cái máy với cần mềm nha anh em, rất là nhiều luôn ha. Chẳng hạn như là máy ECHO 6 thì bên Thiện thường làm đế trụ cho máy nó vững nè. Những cái máy mà đế sắt á thì bên Thiện thường là Thiện làm đế trụ để cho nó vững anh em. Còn những cái đế mà những cái máy mà đế nhựa như thế này thì làm một cái đế sắt á thì nó rất là tốn kém anh em, và nó sẽ kiểu như sao ta, nếu nó cần càng nó nặng ha, thì bên Thiện sẽ lắp cái bộ đế bát kết nối như thế này để anh em mình kết nối dễ hơn. Cái bát kết nối này phù hợp cho những con máy như là Kawasaki TZ45, Kawasaki TZ53 và Mitsubishi TU43 là những mẫu máy mà cái đế nó bằng nhựa anh em. Còn những cái máy mà chẳng hạn như là 143 hoặc 541 thì bên Thiện có làm cái đế này đây ha. Cái này là đặt bên Trung Quốc làm sẵn luôn anh em, về thì Thiện chỉ gia công lại kiểu như là hàng gia cố lại và sơn đen là thôi, là xong, là anh em lắp cho mừng máy 143 541 được luôn ha. Và lắp cái đế này cho những cái máy đó rất là vững nha, nó không có bị ỏng ẻo như là những cái đế bình thường. Và nếu anh em nào mà dùng những con máy 143 và 541 á, bất cứ là hàng chính hãng hay hàng Trung Quốc, thì anh em mua bộ cần mềm rồi rồi về và nói Thiện là thì anh em dùng máy 143, máy 541 thì Thiện sẽ để cái đế này cho anh em để về anh em lắp, rất là đơn giản nha, chỉ cần tháo bốn ống bình xăng ra lắp lên là xong ha, cực kỳ đơn giản luôn. Còn những anh em nào mà dùng những con máy đế nhựa thì có thể lấy cái bát kết nối chữ L này để lắp, nó sẽ đơn giản hơn. Và những cái máy nào lắp được bộ cần mềm của bên Thiện, đầu tiên là những con máy mà tum lớn nha anh em. Tum lớn là sao anh em, dễ đo nhất bằng cách là anh em bốn ốc bắp chuối này ha, bốn ốc chuối nó tạo thành một hình vuông đúng không, nó tạo thành một hình vuông như thế này, thì anh em đo cái cạnh hình vuông này nó tầm khoảng 7 cm á, nó lăn quanh 7 cm thì có nghĩa là tum lớn là lắp vừa. Nhưng
Đặc biệt những mẫu máy như là XT50 này là không lắp được cần mềm này nha anh em. Và con máy Shinawa EA43 hoặc là Echo 4300 ngày xưa đó là côn nó bị thụt vào bên trong nên không lắp được bộ con mềm này, mặc dù nó là tấm lớn ha. Đó, để anh em dễ hình dung. Có nhiều anh em hỏi là máy Hu lắp được không, máy Echo lắp được không, máy T53 lắp được không, rồi máy Mitsu lắp được không, thì lắp được hết nha anh em. Cứ tấm lớn mà trừ con máy Shinawa EA43 ra là nên lắp được hết. Đó, rất là đơn giản. Cái này anh em về, anh em mua bộ con mềm rồi á, rồi thì vẫn bán một con mềm rồi nhé. Anh em mua một con mềm rồi thì vẫn bán, và anh em về anh em chỉ cần bắt cái bắp chuối vào và bắt cái bắp kết nối vào là xong ha. Chụp cái ống cáp vô đây và dây ga nữa là xong, rất đơn giản. Và cái bộ con mềm này á, đợt này đi theo nó sẽ có cái ổ cứng tự xả đầu nhôm luôn nha anh em. Ổ cứng tự xả đầu nhôm, ổ cứng này anh em mua lẻ đã hơn 200.000 một ổ cứng này rồi nha. Nhưng mà khi anh em mua bộ con mềm rồi thì ổ cứng này nó sẽ kèm theo trong bộ con mềm cho anh em luôn. Và anh em mua máy cũng vậy, anh em mua máy á, thì như con T-Zinom 3 này nè, thì hiện tại bên Thiện đang tặng rất là nhiều quà nha. Đầu tiên là một chai nhớt Echo này, ha, một chai nhớt Echo này. Máy này hầu như là máy này thì tặng cái nhớt Echo này anh em. Có một vài loại máy không có nhưng mà đa số máy này cũng có nha. Nhớt Echo một chai này, một cái lọc nỉ để cho con Kawasaki T-Zinom 3 này luôn. Một cái ổ cước cải tiến bằng sắt và nửa cái cước Spada Đài Loan nha. Đó, đó là phần quà của con T-Zinom 3 này khi lên gần mềm của bên Thiện. Và gì nữa ta? Thôi giờ tính nổ đi rồi nói tiếp anh em ha, tính nổ nói tiếp. Còn một tí một cái vấn đề cũng khá là thú vị về con T-Zinom 3 này, để Thiện tí nữa Thiện nổ xong rồi Thiện nói cho anh em mình hiểu rõ hơn luôn. Đây, bơm xăng. Dựng nổ đó anh em. Đó, nổ xong rồi gạt đi xuống và giảm cái MPV nha. Con này thì cái MPV pin của nó thì hơi cao nha anh em. Rồi, ok, rất là đơn giản. Rồi, còn một cái vấn đề về con T-Zinom 3 này á, đó là anh nhiều anh em kêu là trời mưa cắt không được. Thì cũng đúng anh em, ha, lý do thì có hai nguyên nhân chính sau đây. Đầu tiên á, anh em lại gần đi. Chúng ta sẽ xem nó rõ hơn. Đây, trên con Kawasaki T-Zinom 3 á, nó dùng bộ chế hai hồng gió, ha, hai hồng gió. Và cái hồng ở trên đây là hồng hút gió rất là mạnh anh em, nó nén gió thêm vào trong máy. Thứ nhất á, là nó đỡ tiêu hao lượng gió bị thối ra nè. Thứ hai á, là nó sẽ làm mát hơn, và thứ ba là nó nén thêm được nhiều gió hơn vào trong cái nông này, từ đó nó sẽ gia tăng công suất hơn, mạnh hơn. Đó là do tại sao mà anh em thấy là cũng những mẫu máy 44 ly khác nhưng T-Zinom 3 nó mạnh hơn. Đó là lý do như vậy anh em, cái công nghệ hút gió hai hồng này nó giúp cái máy nó tăng công suất hơn. Và cái công nghệ hút gió hai hồng này á, nó có một cái nhược điểm là nó hút gió rất là mạnh nha, hút gió rất là mạnh. Nên cái việc mà anh em lọc gió hay anh em không kỹ á, thì đất nó sẽ bay trong đây rất là nhiều ha, rất là nhiều. Nên anh em lưu ý kỹ giùm Thiện. Thì bên Thiện hiện tại thì có tặng kèm anh em cái lọc gió nỉ nè. Trời bụi á, thì anh em có thể lắp lọc gió nỉ vào để nó lọc được tốt hơn ha. Còn trời mưa thì anh em cứ lắp trong lọc gió muốt này để cho nó thoáng máy hơn. Rồi, và cái lực gió mạnh này nó có một cái nhược điểm, đó là nó hút gió vào. Anh em thấy là dưới này nó sẽ hút gió vô hai cái lỗ, bốn cái lỗ này, ha, bốn cái lỗ này, hai cái lỗ giữa là nó bí nha anh em, hai lỗ giữa là nó bít nha. Hút gió vô bốn lỗ này, và trong quá trình mà trời mưa anh em phát á thì nó sẽ hút nước vô đây luôn. Đó, chẳng hạn như thế này, nước đúng không? Nó sẽ đọng ở đây, nó chạy xuống đây. Đó, nó chạy xuống đây. Ha, chạy xuống đây thì nhà sản xuất á họ cũng tinh ý anh em, họ thiết kế như thế này. Đây anh em thấy không? Họ thiết kế như thế này để chi anh em biết không? Để khi nước nó chảy xuống á thì nó sẽ vô hai cái rãnh này. Nó chạy xuống giữa đây ha. Và hai cái ở giữa đây thì không hút gió anh em, nên nước nó sẽ chạy xuống dưới. Nhưng nhiều khi nước mưa nó bay vô đây xong nó rớt xuống đây anh em. Đó, nó rớt xuống đây thì vẫn hút gió vào trong này nha ha. Đó. Mặc dù là họ đã thiết kế hai cái rãnh này nè. Đó, anh em thấy nó có ý đồ hơn nha. Để nước nó có chảy á, thì nó sẽ chạy xuống giữa đây để không bị vào trong boe. Nhưng nhiều khi trời mưa nó hơi to hoặc là mưa nó hơi nặng hạt á, thì nước nó vẫn nằm ở đây và nó chạy xuống đây. Và khi máy nó hoạt động thì nó hút gió vô đây, đồng thời nó sẽ hút nước vô đây luôn. Hút nước vô đây luôn. Mà cái lọc gió thì anh em thấy là nó đây, nó như thế này. Đây để Thiện lắp cho anh em thấy. Đó, như thế này đúng không? Đó, thì nước nó hút vô trong này thì nó sẽ làm bí, nó sẽ bí những cái lỗ hút gió ở trong cái mút này. Nó làm cho cái máy này nó thiếu gió và tắt máy luôn. Ha, có nhiều anh em mới bị dính nước trong này nhiều quá mà vắt nó ra nước luôn á. Thì đó là cái mặt hạn chế của con T-Zinom 3 này khi cắt trời mưa nha. Và thì cũng khuyên anh em là nếu mà trời mưa nhỏ nhỏ thì anh em cắt cho vui một tí, còn mưa to thì anh em cũng nên nghỉ đi để xong mưa chúng ta cắt thì nó hợp lý hơn ha.
Rồi, đó là một cái vấn đề đầu tiên về cái boe này và cái lọc gió này. Mà nhiều anh em kêu là trời mưa nó không nổ ha, là đây là một nguyên nhân nha. Đây là một nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ hai đó chính là nằm ở cái nắp xăng anh em. Đây, nằm ở cái nắp xăng. Nắp xăng Lithium 3 này thì nó có một cái lỗ hút gió ở đây. Đây anh em thấy không? Ở trong này nó sẽ có một lỗ hút gió. Hút gió vô trong này. Hút gió vô trong cái bình xăng để xăng nó lên trên bộ chế anh em. Nếu mà không có cái lỗ này thì hơi gọi là gì đây? Gió nó sẽ không vô trên được bình xăng và xăng chắc chắn rồi nó sẽ không lên được bộ chế ha. Cái này là cái nguyên lý cơ bản thôi. Và con Lithium 3 này nhiều khi anh em cắt đất đá hoặc là nó hút gió, đất bụi nó dính vô đây, nó nghẹt, nó làm nghẹt cái lỗ ở giữa này thì không khí không vô được anh em. Không khí không vô được thì chắc chắn rồi, xăng nó sẽ không lên được bộ chế nhé. Đây, nó làm nghẹt cái lỗ này, hoặc có thể là nó làm nghẹt cái lớp B này. Cái lớp B này là cái lớp B cho gió vô mà không cho xăng ra nha anh em. Đó, cho nó có một cái lớp B này. Đây. Đó, một lớp B ở đây. Thì nên lưu ý giùm Thiện là nếu mà anh em phát trời mưa mà nó bụi đất nhiều á, nó sinh lầy á thì anh em mở ra anh em kiểm tra giùm Thiện cái lỗ này nó có thông hay không và cái lớp B này nó có bị nghẹt hay không, nó bị cấn kê gì hay không nha. Thì nó sẽ bình thường trở lại thôi. Cái này thì thực tế Thiện không có đi cắt trực tiếp anh em, nhưng mà Thiện được nhiều anh em cắt rồi á, anh em truyền đạt lại, anh em gọi là anh em chỉ dẫn lại Thiện á, thì Thiện cũng làm video hướng dẫn lại các anh em khác để anh em mình dùng máy nó ok hơn thôi. Có nhiều anh em nói với Thiện là cái lọc cái bình cái nắp xăng này đúng không, đang cắt trời mưa á là cứ trời mưa to lên là cắt không có được, thì bởi vì nó nắp xăng này thì anh em đó ảnh lấy cái bị bóng thì ví dụ thôi nha, mấy bị bóng bịt lại vậy xong rồi ngắt cái lỗ dưới đây để cho gió vô và không cho đất nó vô nghiệt vào đây thì cắt phà phà luôn ha. Thì đó là những lời chia sẻ của những anh em khác mà chị chia sẻ lại cho Thiện đó, thì Thiện cũng nói là cho anh em để bên em mình xử lý máy khi gặp tình trạng đó luôn nha. Đó, anh em dễ hình dung hơn. Còn về tên Zinobay này thì anh em biết rồi đó, nó một con máy rất là khủng, rất là mạnh ha, nên nó vô cùng cái lượng gió vào rất là nhiều, nên chúng ta lưu ý phần boe này, phần nắp xăng này để dùng nó ổn định hơn. Và trời mưa mà mưa to thì chắc anh em nên nghỉ đi chứ còn mà làm nó cũng trời mưa to mà làm nó cũng không có được chơi gọi là thoải mái lắm đúng không anh em. Đó, thì đó là một vài cái vấn đề xoay quanh về con Zinobay 3 này và bộ phần mềm này luôn để anh em mình dễ hình dung ha. Anh em nào quan tâm về cái con máy Kawasaki Zinobay 3 hoặc là bộ phần mềm này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của anh em phần bình luận á, thì sẽ được trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về cái bộ này để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm mới Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và tất cả anh em ở video tiếp theo nhé.